Sau lưng tôi đây là ao Bờ Ơ, chính giữa cái ao có một cái tháp thờ Phật. Thì ao Bờ Ôm này nhắc đến sự tích Ôm, có nghĩa là từ cổ chỉ về Đức Phật. Và ao Bờ Ôm nói là khi Đức Phật vào vùng đất miền Tây Nam Bộ ngày nay, hay là đất của Vương quốc Phù Nam, thì đạo Phật vào. Tuy nhiên với cái bà con Phù Nam theo chế độ mẫu hệ thì đã được bản địa hóa và có xu hướng là Phật là đại diện cho phía nữ. Và ở đây gắn liền với truyền thuyết là trong một cuộc đào ao giữa đàn ông và phụ nữ trong phum sóc, thì để chiến thắng thì các bà đã dùng mưu kế mỹ nhân kế, và cuối cùng thì các ông vì đam mê sắc đẹp đã không hoàn thành được cái ao đào của mình, mà đi qua lén nhìn trộm bên ao của các cô nữ đang đào. Và như vậy muốn gửi đến thông điệp cho bà con, đó là trong cuộc sống giữa xấu và đẹp, giữa đam mê sắc đẹp và tình yêu chung thủy, thì chúng ta phải nhớ đó là cái thiện, cái đẹp bao giờ cũng chiến thắng cái không thiện, cái ác, cái gì đó xấu xa. Và sự tích ao Bờ Ôm rút lại là nhắc cho con cháu đời sau hai việc. Thứ nhất là Đức Phật đã đến đây vào đầu công nguyên và bị ảnh hưởng bởi chế độ mẫu hệ, và qua cái chuyện này cũng nhắc con cháu việc sống ở đời phải thẳng đường mà tiến, không theo hướng ác, không được xảo trá, và luôn luôn thành kính nhớ tới Đức Phật. Đó là sự tích ao Bờ Ôm, ý nghĩa của nó.